con kia sắp cháy điên lên rồi. Chỗ này 2000 này. Ô mọi người sao vậy? Sao nó dài quá vậy? Bởi vì thấy người ta mới cho dao đó. Dạ không, em không có ăn. Thật ra là em không thảo món này, nhưng mà vì anh Linh em ăn. Hạnh phúc của gia đình mình như thế nào khi mà chồng mình thấy hình này? Để xem sang còn tầm ông mập ở Việt Nam không nhé. Ngon hơn đó, nó thơm hơn đó. Đúng không? Khổ quá các bạn ơi, đi với cả em Mia xong rồi chồng ghen. Morning, xin chào các bạn. Các bạn đang quay trở lại với channel Nintito. Các bạn thân mến, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục có một ngày tiếp theo ở Seoul và cùng đi food tour. Và ngày hôm nay thì sẽ không chỉ có một mình Ninh mà sẽ còn có rất là nhiều các bạn khác. Không biết có nhiều không, nhưng mà trước mắt thì buổi sáng nay thì sẽ có một bạn mà Ninh mới làm quen được. Bạn ấy thì tên là Mia. Bạn ấy đã sống ở bên Hàn Quốc khá là lâu, tại vì bạn ấy cưới chồng ở đây rồi. Nên là ngày hôm nay thì bạn ấy không ở Seoul, nhưng mà bạn vẫn mò lên Seoul để có thể đi chơi với cả Ninh và dẫn Ninh đi ăn. Thì các bạn có biết được quán đầu tiên chúng mình đi ăn là quán gì không? Trước khi bắt đầu clip ngày hôm nay, các bạn đừng quên like, share, subscribe kênh YouTube của Ninh, cũng như là follow Ninh trên Instagram, TikTok, YouTube, fanpage Nintito nhá. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đi ăn thôi. Món đầu tiên chúng ta đi ăn đó chính là Samgyetang, là một món gà hầm sâm. Quán này rất là nổi tiếng và rất là đông, nên chúng mình đã phải đi sớm sớm như thế này để có thể xếp hàng chờ đợi. Hiện tại thì mình đang ngồi tại quán Tosopchon Samgyetang. Và đây, xin giới thiệu Mia mà mình đã giới thiệu từ đầu clip. Mia có thể gửi một lời chào tới các bạn được không? Chào mọi người, mình là Mia. Mia. Thường là mọi người kêu là Mia, nhưng mà người Việt thì hay gọi là Mia. Mình rất là vui khi mà được nhận lời mời của anh Ninh. Thì ngày hôm nay mình sẽ đồng hành với anh Ninh nguyên một buổi ngày hôm nay luôn, cùng anh Ninh ăn món ngon, đi chơi chỗ đẹp. Hy vọng là hai anh em mình sẽ có những cái thước phim thì là hay vui. Eo ơi, chả giống đang nói chuyện ở trên trên tin nhắn gì, ở đây ra đây hiền hòa nền nã ghê. Và em có biết là vì sao anh lại chọn em để có thể mời tham dự ở cái tour này cùng anh ngày hôm nay không? Tại em làm anh thèm ăn hả? Không, không, thật ra cũng một phần. Tại vì thật ra là tìm một bạn người Việt ở bên Hàn dắt đi ăn thì cũng dễ thôi. Nhưng mà tìm một bạn mà ăn khỏe, ăn nhiều, biết nhiều chỗ ăn thì nó lại là khác. Mình rất là bất ngờ khi mà các bạn biết không, vào TikTok và YouTube của Mi, của Mi thôi đúng không? Mia. Mi, Mia. Yeah. Thì lại thấy rằng là trời ơi, cô này ăn quá trời. Trời ơi. Hôm nay các bạn thử xem nó như thế nào nhé. Rồi bây giờ quay trở lại một chút, thì em sang Hàn lâu chưa? Nếu mà không có tính thời điểm dịch thì em bén duyên với Hàn Quốc chắc cũng được 5 năm rồi đó. Wow. 5 năm là bằng một cái hộ chiếu mình vừa mới xin, một cái visa. Ủa, anh được hộ chiếu 5 năm hả? Ờ, em xin visa 5 năm. Ngày hôm nay thì chúng mình đi ăn gà hầm sâm đầu tiên, và sau đó thì vào cung Cảnh Phúc cung để chơi. Có được mặc Hàn Quốc không? Dạ có. Nhưng mà thuê Hàn Quốc có đắt không? Ngày hôm qua em có thuê. Thì ngày hôm qua em thuê là gói premium là 35.000 won. Thế thì cũng chỉ bằng một phần gà ngày hôm nay mình ăn. Dạ. Hôm nay chúng mình đi ăn gà hầm sâm ở một nhà hàng rất là nổi tiếng ở Tosopchon. Và nhà hàng này thì Mia vừa nhìn menu và đắt quá, đắt quá. Nhưng mà thôi cứ thử, tại vì là chưa ăn gà hầm sâm Hàn Quốc bao giờ. Bây giờ thì chúng mình sẽ cùng đợi đồ ăn nhé. Ta-da! Hiện tại thì chúng mình đã có tận 3 phần gà. Có một bạn nhân viên tiệc người Việt thì bạn ấy có nói rằng là hai người không có gọi được hai phần đâu, ba người không gọi được hai phần đâu, nên là chúng mình đã gọi 3 phần. Và đây sẽ có một phần gà hầm sâm, nhưng mà đây là gà trắng nha, còn đây là gà đen này, gà ác này, đây các bạn có thể thấy nó là gà ác này đó. Còn đây đố Mia biết là cái phần gì, em đoán đi. Gà hầm hả ta? Anh cũng nghĩ là nó hầm thì nó mới mềm, nhưng mà cái nước này phải dầu mè không thì không biết. Ngoài ra các bạn có biết riêng cái lọ này là 6.000 này, cái lọ này nó là sâm đó, đây nó là sâm khô á. Nó chỉ được rắc vào một bát thôi, nhưng mà chúng mình tự quyết định là chúng mình sẽ rắc vào hai bát. Đấy, chỗ này là 1.000 này, chỗ này 2.000 này.
Đây, xong rồi Ninh sẽ sang bên này. Chia ngọt sẻ bùi chứ. Nhưng mà Ninh cũng chắc rằng là cái phần này nó cũng chả khác gì nếu mà ăn cái vị. Nó chỉ tốt cho cái sức khỏe thôi. Em có hay ăn gà hầm sâm không? Dạ không. Tại vì em không biết ăn sâm. Ôi thôi chết. À, hôm nay thử nhưng anh nghĩ rằng là sâm này nó không như sâm tươi đâu. Dạ. Nó khô rồi nên nó chẳng có vị gì đâu. Bây giờ chúng mình sẽ cùng bắt đầu ăn nhá. Và lấy thử nước trước đi. Anh nghĩ là nước chả khác gì nhau. Ở trong con gà có cơm mà. Có cơm á? Dạ. Ồ. Anh không biết hả? Không, anh chỉ nghĩ là một con gà này. Không có bình đâu. Bình thường ở Việt Nam có gà tần, ngải cứu á. Dạ, à, em không biết cái đó. Thế hả? Dạ. Hay là chỉ miền Bắc ăn thôi? Dạ, miền Bắc ăn. À, xin mời Mia. Dạ, em mời mọi người mời ăn. Ủa, mùi rất là thơm ấy. Ê, nước nhạt hơn anh nghĩ nha. Đúng rồi, người Hàn ăn nhạt lắm anh. Ăn nhạt á? Hả? Ồ. Mình ăn món gì nhạt đâu nhở? Có cái món lòng trước khi lên đây. Món lòng ăn ở Busan là hơi nhạt. Thường mấy món canh ở Hàn rất là nhạt. Nhưng mà kiểu nó ngọt thanh ấy. Dạ đúng rồi. Chỉ có tội là nước nó không trong mà nước nó là nước đục. Rồi xin một miếng gà. Em có muốn chúng mình cùng thử ăn một phần gà trước không? Rồi sang ăn gà ác. Cảm hả? Ừ. Không sao, cứ để đây đi. Em muốn ăn thử cái này. Ờ. Em rất là tò mò cái này. Anh sẽ ăn sâm ướt. Nó sao? Nó đỡ hơn sâm tươi á. Nó đỡ hăng hơn đúng không? Nó vẫn có vị sâm nha. Các bạn ăn kẹo sâm các bạn sẽ thấy cái vị sâm nó như thế đấy. Thì cái này nó chỉ hơi hơi lai nhẹ nhẹ. Mình vừa ăn 500 won á. Rồi, ăn gà đi. Mình sẽ đi từ gà trắng trước. Ui. Ở bên trong có táo tàu và có cơm hay là dạ, cơm nhưng mà người ta hầm ra xong rồi thành cháo. Ồ. Oh. Đây các bạn ơi, ăn đi đừng đợi anh. rất là mềm. Nhưng mà đúng là hơi nhạt thật. Dạ. Mềm ha. Ờ, căn bản là ở Việt Nam kiểu cái món gà tần thì nó có những thuốc bắc nhiều á. Nên là cái vị nó rõ hơn và nó đậm đà hơn, mà ở đây nó sẽ hơi nhạt. Nhưng mà, à, họ có muối thì mình chấm này. Đúng rồi. Nhưng thôi, mình sẽ ăn đúng kiểu Hàn. Hôm trước anh mới để ý là Hàn không được bưng bát đó. Vậy hả? Rồi em sang đây em có bỏ được cái thói quen đấy chưa? Không, em bỏ được, nhưng mà ở nhà mà em ăn với chồng em thì em vẫn bưng bát mà lên húp. Anh nghĩ là nó do thói quen thôi. Dạ. Chứ còn nghèo hèn hay cái gì thì dạ, cũng đúng rồi anh. Cũng nó do quan niệm thôi chứ các bạn. Sao vậy? Ổn không? Cũng ổn nhưng mà nó chưa đến mức cháo. Nó cũng không còn ở mức cơm nữa. Nó dính dẻo dẻo á. Nó dính giữa đúng không? Ừ. Nhưng mà cái này thành súp rồi. Đúng không? Súp cháo, súp cơm á. Em có nghĩ con gà ác để sẽ thơm hơn không? Em không biết nữa. Nhưng ăn mà đi. Sao cái sâm ở này em thấy nó nhẫn nhẫn ta? Cái gì? Nó đắng đắng á. Cái sâm á? Bên này nè. À. Anh ăn thử đi. Khác gì nhau cùng một lọ mà bà. Hay là nãy em ăn nhiều. Có thấy đắng không? Đắng? Đó. Sao cái bên này đắng quá ta? Đắng mà. Thì bình thường có nghĩa là sâm nó đắng. Ừ. Nên sao bên này nó... Anh biết tại sao rồi, giống kiểu cùng một con người thả vào hai môi trường khác nhau. Đang nó sẽ khác hả? Nhau. Ừ, đây thả vào gà trắng thì nó sẽ nhạt, nó không đắng, nó thơm. Còn bên này thì đắng khè, hoặc là do con người em ơi. Ăn thử gà nhỉ? Đen đi, gà được hầm rất là nhiều nha. Quán giờ này rất là đông của các bạn ạ, gọi là full kín bàn mà đến muộn một tí là các bạn sẽ phải xếp hàng. Đây cho anh nè. Trời, cảm ơn. Bởi đừng có nói tôi con người đắng nữa nha. Đây nè. Ừ, nguyên phần cơm. Nó như xôi á. Nó như xôi nhão, siêu nhão á. Nhưng mà em ăn thử đi rồi cho cảm nhận. Tại vì nó còn nguyên cái hạt cơm nè. Đúng rồi. Dẻo. Dẻo đúng không? Ừ, giống xôi thiệt. Ờ.
nó nhão hơn xôi chút xíu. Đúng, nó là xôi nhão, xôi mà các bạn cho nhiều nước. Ở bên trong có đậu xanh, ở bên đó có đậu xanh không? Có đậu xanh. Nhưng mà đậu xanh nguyên hạt. Dạ đúng rồi, đậu xanh chưa cà vỏ luôn. Ừ, ăn thử cả ác đi. Dạ ác. Sao thấy nó giống nhau quá vậy? Không, cái gà bên đấy thịt nó còn khô hơn cái gà bên đúng này. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đúng không? Nó thơm hơn nhưng nó khô hơn, rõ ràng gà ác thì nó thường... bị sảm. Thôi em đổi đi, em ăn gà trắng đi. Thật ra gà ác thì tốt hơn. Nhưng mà ăn thịt nó bị không bị sảm đúng không? Sảm là gì? Hay gọi là sảm xì á, có nghĩa là nhai vô nó sơ sát á. Đúng rồi, nó khô. Sảm xì. Nó... Em không biết nữa nhưng mà người nam hay gọi là thịt kiểu bị sảm xì. À thế à? Dạ. Rồi, thế thôi, hy vọng cái phần này không bị nhá. Dạ. Chúng mình sẽ thử sang cái con này. Em nghĩ nó mềm. Ủa? Nó mỏng hơn. Mềm nha. Đây, xin mời. Không, phần thịt này giống phần thịt này. Nó có đâu. Nó mềm hơn một chút thôi. Chung quy lại thì anh đã nghĩ là nó sẽ wow hơn. Nhưng mà bình thường như quán sang Vietnam thang mà bình thường em ăn nó có ngon hơn này. Thực ra cái món này nó thiên về cái kiểu như là thanh đạm, bồi bổ. Cho nên để mà gọi là wow hơn thì tại vì khi mà mình wow lên là mình sẽ ăn những cái món đậm đà nè. Có gia vị thì cái này nó hơi lạ, em là một cái khẩu vị không có ưa ăn nhạt mấy á. Cho nên đó lý do tại sao mà em ít khi ăn gà hầm xong. Xin lỗi vì đã đưa em đi ăn một cái món mà bản thân em hay anh cũng không thích. Dạ không sao. Nhưng mà món này mắc mà. Ừ, mắc mà. Mắc, vừa mắc lại còn nhiều chất dinh dưỡng nữa thì thôi chúng ta cứ ăn đi. Mỗi người một khẩu vị mà, nên là ăn đi, rồi sau đó thì chúng ta sẽ cùng đi mặc hanbok nhé. Sau đó thì chúng mình có ăn thử cái củ sâm ở bên trong. Củ sâm bên trong ở đây thì được đánh giá là khá to so với những cái cống hàng khác mà có giá rẻ hơn. Khi mà ăn thì các bạn sẽ thấy là cái củ sâm này ấy, nó kiểu nó nhừ, nó mềm lắm, nhưng mà sẽ có những củ nhợn nhợn đắng, nó khá là đắng đấy. Nhưng mà cái củ mà trong cái bát của Ninh ấy thì nó lại cũng khá là ngọt cái hậu vị nha, mà không quá đắng. Nhưng bát của Mia thì đắng khè. Đấy, các bạn có thể thấy. Nhưng mà nói chung cũng khá là một trải nghiệm thú vị. Và các bạn cũng nên ăn củ sâm này nhá. Nhưng mà sâm thì nó có tính hàn một chút, nên là các bạn nhớ để ý, nếu mà không thì sẽ dễ nguy hiểm lắm đấy. À, đi kèm với mỗi một cái bát này thì sẽ có thêm cả một cái ly rượu sâm. Nên là Ninh nghĩ rằng là thôi cũng là một cái trải nghiệm. Còn nếu các bạn muốn ăn giá rẻ hơn thì các bạn có thể đi vào những cái quán mà kiểu bình dân hơn nhá. Trời ơi, các bạn nhìn thấy cái hàng mà Ninh đang bán ở đây không? Xếp hàng dài điên lên. Ở bên này có tình trạng kiểu hàng nào cũng xếp hàng dài như thế không? Dạ có, mà người Hàn Quốc chịu khó xếp hàng lắm. Thế á? Dạ, nhiều khi một quán cà phê mọi người sẽ xếp hàng 30-40 phút là bình thường. Cà phê? Dạ, xong rồi xếp hàng vô trong đó là để mọi người lấy bàn thôi. Còn mọi người đi ăn bánh á, thì mọi người sẽ xếp hàng để lấy bánh để order thêm 20 phút nữa. Tùy theo cái độ hot của quán. Nhưng mà một điều mà em phải công nhận ở đây là người rất là chịu khó xếp hàng. Không, thật ra thì anh nghĩ nó thành cái văn hóa. Dạ. Giống kiểu như là đi công cộng, phương tiện công cộng á, cũng thế. Lúc này thì trời nắng đẹp quá và hy vọng là ngày hôm nay thì trời nó cũng sẽ nắng như này đến lúc chúng mình mặc xong đồ hanbok để còn chụp hình. Anh còn chưa kịp search xem là cách tạo dáng đồ hanbok nam như thế nào. Sao để em. Ok, em chỉ cho anh mấy cái chỗ mà để đứng là chụp ảnh nữa nhá. Dạ. Tại vì chưa vào cung để trong đấy bao giờ. To lắm. Thế á? Cực thì ta ăn đi mỏi chân luôn đó. Em có biết là mỗi một ngày khi mà sang Hàn Quốc từ Busan lên Seoul anh đi khoảng 20.000 bước là rơi vào tầm 17 cây không? Vậy là anh sắp thành người Hàn rồi đó. Đó là lý do tại sao mà người Hàn ăn cơm nhiều mà không mập. Nhưng mà mình thì ăn vẫn mập tại vì mình không có đi. Sau khi đi bộ một đoạn thì chúng mình đang dừng tại quán, tại tiệm Onu Haru Hanbok. Đây là một tiệm mà tại sao em lại dẫn anh đến đây? Quên mất lý do. Tại vì ở đây là em biết được là có một chị nhân viên người Việt rất là nhiệt tình hỗ trợ đồng hương. Cho nên là em muốn dẫn anh lên tới đây để chị hỗ trợ anh có một bộ cánh thiệt là đẹp. Thế à? Anh muốn bộ cánh không đụng hàng. Ok luôn. Thật ra thì bên này giữa một gọi là ma trận các cái hàng hanbok thì Ninh nghĩ rằng là không chỉ riêng hàng này có người Việt đâu, có nhiều hàng nhưng mà hàng này được chỉ dẫn và hình như Tôn Phạm cũng vào đây hay dạ, sao. Dạ đúng ấy. Rồi. Đó thì Tôn Phạm ơi, em giữ vía để anh vào đây anh cũng có thể điều một bộ cánh thật đẹp nhá. Đi vào trong thôi.
bác cứ chọn cái gì đắt nhất nên tôi mời. Sao kỳ vậy? Đây cho bên đây đi. Sao kỳ vậy? Đắt nhất mà. Đại, anh có mặc đắt nhất đâu? Có đúng không? Nhưng anh không thích mặc vua chúa. Ok, thế thì trừ cái vua chúa này ra thì công tử kẻ màu đen. Công tử màu đen. Xanh cũng có nha. 30.000 2 giờ. Còn bên này là 18.000 2 giờ. 18.000 thì nó sẽ chỉ như này thôi. Nhưng 30.000 nó lụa lụa, nó nhiều vải. Nó đẹp đẹp. Nhiều vải hơn thì mắc hơn. Còn bộ này đắt nhất nhưng mà Ninh không thích vua. Ai mà Ninh mặc vua mà. Thôi mặc đây thì hợp với anh nè. Hay mặc lính. Chết rồi, bây giờ có hai cái màu này không biết màu nào. Bộ này thì mình sẽ rất là trắng. Rất là trắng. Cái bộ này thì cũng không biết. Nhưng màu đen thì nhìn có vẻ sẽ gọn hơn. Cho Đức chọn. Thôi cho em chọn. Hôm nay em là khách mời. Màu này. Ok. Ủa nhưng mà anh thích màu nào? Anh thích màu này. Vậy thì lấy màu đó. Lấy màu này đi. Ok. Quan trọng là mình thích thôi. Mình thích chọn bộ này. Mà các bạn mặc bộ này tự mặc lên thì thấy hơi lạ một chút. Nhưng mà khi hòa vào một dòng người ai cũng mặc hanbok thế này thì nên nghĩ rằng là quá bình thường. Chỉ có những người mặc đồ bình thường mới lạ thôi. Những người mặc đồ bình thường mới lạ. Nhưng mà anh muốn hỏi một tí là tại sao nếu mà chúng mình mặc hanbok như thế này thì chúng mình được vào miễn phí, mà những người không mặc hanbok như thế kia thì lại phải trả tiền? Dạ, tại vì đơn giản thôi là Hàn Quốc khuyến khích mọi người mặc hanbok để truyền bá văn hóa là đây là một bộ quốc phục của Hàn Quốc. Thì khi mà vô đây thì mọi người sẽ không, khi mà mặc cái này lên thì mọi người sẽ không cần phải trả tiền nữa. Tuyệt vời. 10 điểm. Thì cũng là chả mất tiền, không mất tiền vé thì mất tiền quần áo. Thì đâu lại vào đó thôi mà. Không, đi vào trong thôi. Có khi còn hơn, tiền vé rẻ hơn tiền quần áo mà. Thế à? Ủa tức sao? Thôi nhưng mình lỡ mặc rồi mình trả tiền mất rồi làm nào. Nhưng mà đẹp. Nhưng mà em đã mặc hanbok với ai bao giờ chưa? Anh hồi nãy nói rồi đó, anh là người đầu tiên mà em mặc cùng. Thế á? Thật. Mặc dù chồng em là người Hàn Quốc nhưng mà anh là người đầu tiên mà em mặc cùng đấy. Thế á? Vinh dự mà không biết là vui hay buồn. Em vui hay em buồn? Cảm xúc hỗn độn. Không biết là hạnh phúc của gia đình mình như thế nào khi mà chồng mình thấy hình này. Ha. Không sao cả. Các bạn xem rồi các bạn đừng cho chồng của Mia xem nhé. Các bạn ơi, sao mọi người mặc cái đầu trên nó đẹp đẹp, một cái đầu mình như cái đầu gì vậy? Anh mua bao nhiêu tiền? Mua bao nhiêu tiền? Thấy chưa, em nói 3.000 mà. Mà mình thuê 30.000. Đúng rồi. 33.000. Thế nhưng mà sao cái đầu của em nó cứ... Nhưng mà mình đẹp. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng vào trong nhé. Và hy vọng là chúng ta sẽ có những thước phim, những cái bức hình đẹp. Và bạn quay phim quay cho tôi những cái thước phim đẹp nhá. Cả đời đấy, cả đời mặc một lần nữa đấy. 안녕하세요.
Hello mọi người, hiện tại thì Ninh đang có mặt ở khu Hồng Đê và đã có một thành viên mới ngoài bé Mia thì còn em gì? Phương. Phương say hi mọi người đi nào. Bây giờ thì mọi người dẫn anh đi cà phê gì vậy? Quán tên là gì đấy? Còn chưa biết tên, trời ơi. Đây. Bờ y tờ xe, đâu bị đọc. Ok. Thì bây giờ chúng mình sẽ đi cà phê một chút. Ô, chính ra là sang Seoul mà chả đi cà phê bao giờ. Kỳ ghê, đi với hai ông anh mà lại để cho cô em phải đi lấy. Wow, có cả raspberry. Hết chưa? Ok. Sao ai uống trà đá vậy? Sao mặt mày nhìn... Ai? Chính là cốc của anh á? Không định chơi. Sao anh lại uống trà đá? Anh gọi trà mà. Để tao cầm một cốc cho. Sao nhìn nguy hiểm quá? Không phải nguy hiểm là cái nguy hiểm của cái ly cà phê đó. Nó giống như là giọt nước tràn ly vậy đó. Cái hot chocolate đúng không? Đây. Ui, ui. My phone. Không sao đâu vậy ạ. May mắn đấy. Anh uống trà đá thật á? Anh gọi trà đấy này, chào anh đấy. Trà đá thì trà đẹp. Đức không uống gì à? Đây, hot chocolate. Mia không uống gì, Mia bảo uống cùng em. Uống. Thôi em uống ké được rồi. Bánh này là bánh dừa đấy. Bánh dừa. Đố một dĩa mà lấy ra được mà không thùng dao đấy. Mắn đấy kia. Không lấy được thật đấy này. Tăng cấp 3 thì xem. Đúng rồi. Editor tăng 3x lượt đoạn này lên hỏi em. Ồ, mọi người sao vậy? Sao nó dài quá vậy? Bởi vì thấy người ta mới cho dao đó. Sao vậy? Sao mày dùng dao vậy? Sao mày nó bấy nhảy. Nó bấy nhảy rồi. Sao mày khổ bản thân vậy? Rồi có phải... Trời ơi, nước miếng em nó chảy rồi đó mọi người ơi. Mà em vẫn không ăn được. Cắt hộ phát. Mà giống như bánh bò quá. Đấy, đã bảo. Nó có từng sớ sớ. Người ta cho một cái dao mà. Thôi đặt xuống đi bà. Thật luôn đấy, mệt lắm. Đây, tự xử làm đi. Nhiều chuyện thấy mệt mỏi ghê á. Được chưa? Dạ, không cắt con được. Con dâu không cắt được à? Thôi sao? Chảy hết kèm. Ăn đi. Đây. Em mời mọi người. Mọi người đừng thèm. Rồi một mình ăn một miếng này có hơi... Ờ, nói nhiều quá. Quá nhiều đi, dẫn vào bài rất là lâu. Không hiểu tại sao như vậy. Ngon lắm à. Sáng đẹp vậy mẹ. Cái kem nó ngọt quá. May được. Kem nó ngọt quá. May là được. Ngon hay không? Nhưng mà khen chưa? Đã khen dữ chưa? Ngon lắm hả? Hơn bánh hôm qua là được. Cảnh cuối thì chúng mình đang ở cà phê ở bên khu Hàng Nam. Đâu, cà phê cơ mà. À, cà phê. Cà phê ở Hồng Đê. Sau đó thì bây giờ chúng mình đã bùm một phát xuất hiện ở Gangnam và mình đã ngủ được một giấc rất là dài ở trên tàu. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi ăn cái gì nhỉ? Cúp à, lòng nước. Cúp cha. Em nói một câu đi xem nào. Bạn em như thế à? Là sao? Bạn em nó ngại, anh cứ hỏi cái gì ạ? Dạ đúng rồi anh. Bạn còn ngại. Tối nay thì mình đi ăn cái gì vậy? Mình ăn, em mời em tỏ tiếng Hàn hay tiếng Việt? Em nói tiếng Hàn tiếng Việt luôn. Liên lòng nướng cúp chang. Thế tiếng Hàn là gì? Cúp chang. Cúp chang. Tiếng Hàn có rất là cúp chang luôn. Dạ. Thế có tiếng Hàn không? Là sao? Ở Hà Nội thì Ninh nhớ lần cuối cùng mà Ninh quay cho các bạn là Seoul cúp chang nằm ở khu Đình Thôn, Mỹ Đình. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng đi ăn cúp chang ở bên Hàn Quốc, khu Gangnam. Xem là... Anh đói quá. Xem là nó có ngon không nhá. Bây giờ thì hả? Mình đi ăn quán gì, tên là gì? Đi sổ kia có tên quán anh ạ. Yeah. Đi, các bạn theo chân mình nhé. Đấy, chúng ta sẽ đi vào cái khu như thế này. Bác bụng. Bây giờ mình phải xếp hàng không ta? Đi ăn sớm mà. Chưa có ai ăn cả. À, đây à, đây à. Ê, nó có nhiều món. Giờ what? Giờ gì đó tiếng Hàn. Giờ mát. Sao mình không có menu ở ngoài? Hay là mình vô trong mình mới coi? Ok, đẹp đó. Ở Hàn Quốc ấy, cái khu Gangnam này có phải là cái khu đắt nhất không?
Đắt nhất là anh nói về khoản gì đắt nhất? Về chi tiêu, về ăn uống. Có một khu đắt hơn, nó gọi là Apu Chong Roteo. Apu Chong Roteo. Anh ra đấy sẽ thấy rất nhiều siêu xe và cà phê giá còn cao đến rất nhiều nữa. Bạn ấy đang nói là cái khu đấy thì có rất là nhiều siêu xe và cà phê nó cao hơn rất là nhiều. Đây là khu cao thứ nhì. Cũng là một trong những khu kiểu công sở đắt tiền. Công sở anh. Đây mọi người ơi, Ninh sẽ cho các bạn xem nhé. Ê, quay giùm mấy phút. Cái lòng á, lòng được đông lạnh rồi. Đó. Khỏi tâm chút đi. Đó, mình thạo để cho nó. Quay tao nữa nha. Em có hay đi ăn lòng không? Dạ không, đây là lần đầu tiên em ăn đó. Trời ơi. Thật á? Thiệt mà. Ở Sài Gòn chưa ăn hả? Dạ không, em không có ăn. Thật ra là em không hảo món này, nhưng mà vì anh Ninh em ăn. Ok. Chà, hiện tại thì chúng mình đã có một bàn rất là nhiều đồ ăn, các bạn có thể nhìn thấy ở đây. Đó, anh nhân viên anh đã nướng hết rồi. Bây giờ chúng mình sẽ pha somex. Và somex thì cái loại này là một cái loại soju mà Ninh chưa bao giờ nhìn thấy. Và thấy bảo là độ cồn của nó khá là ít. Em có hay uống soju không? Dạ, em không biết uống. Thế á? Thế ơi, hôm nay anh pha nhẹ nhẹ thôi nhá. Dạ. Anh không pha nặng đâu. Nhẹ cỡ nào? Đây, nhẹ cỡ này. Thôi, được. Không, 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 chịu nhẹ. Đó. Đây. Anh Ninh tập hư em hả? Anh thấy cái văn hóa somex này hay đấy. Nó kiểu dễ khiến người khác say hơn đấy. Bởi vì nó sẽ mix giữa rượu và bia. À nhầm, giữa rượu và bia. Xin mời. Lúc nãy ở đây mọi người sẽ hỏi Ninh về cái tuổi và xem chứng minh thư, tại vì là họ sợ là mình chưa đủ tuổi để có thể uống được rượu bia. Thì đúng thôi, nên như thế, tại vì thấy bảo là bên này hay học sinh hay uống xong rồi gọi công an á. Dạ, uống xong rồi báo cảnh sát tới. Trời ơi, sao lại như thế nào? Đi quảng cáo bia à? Ừ. Úi dồi, ông vươn cầm sổ đi đáng sợ. Cầm sổ. Cầm sổ. Nào, chan. 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 Anh có được tự rót cho anh không nhỉ? Dạ không, mình. Ôi nhưng không có cồn nha. Cồn rất nhẹ. Anh vốn ăn uống đã không đáng nhẹ rồi. Thế à? Ngon đó. Hà Nội. Ở đây, đây anh sẽ thử cái này trước. Ở Việt Nam cũng có cái quán món mì heo này. Anh thử mì heo trước đi. Chấm với cả cái tương đậu á. Cái bột đậu á. Chan. Cái bì bên này thơm hơn bì ở Việt Nam. Thơm hơn nha, tẩm ướp rồi. Cái bì ở Việt Nam nó không bằng. Mà không bị béo đúng không? Dạ. Ta nhìn cái miếng bì này. Cho Phương ăn thử. Đó. Xong rồi chấm vào đây. Ngon ha. Rất thơm. Mà hơi ít. Hơi ít lắm. Cái gì ngon là nó hết trời. Ngon đấy. Và trước khi sang đây thì bạn Ninh bảo là kiểu ăn bên này nó nhạt, kiểu thịt nướng các thứ nó cũng nhạt nhạt, nó không ngon như ở Việt Nam. Thì cũng không biết, nhưng mà ăn món ăn bì thì thấy ngon đấy. Nhưng có vẻ bên này rau đắt nên chả thấy rau đâu. Dạ. Ủa bình thường là có rau xanh chua. Này có mỗi cái rau nhíp, lá vừng. Cho kêu. Cho kêu là gì? Bạn ơi. Thì ở đây. Xanh chua xíu này á. Xanh chua. Nè. Cái thôi. Anh bảo không có. Ok, bây giờ mình sẽ ăn lòng. Đây là cái phần lòng non này các bạn. Cái phần lòng non nó như thế này, nó vẫn còn hơi mỡ mỡ nha. Đó, xin mời. Lòng non này anh sẽ chấm với sốt này. Lần đầu tiên em ăn luôn á. Thế á? Thiệt. Em không thích nội tạng. Không phải là em không thích nhưng mà em... Ê, nhưng nó rất ngậy. Nó rất ngậy nha. Ngon quá. Nó hơi bột. Đúng rồi. Ăn được không? Ra được, ngon. Ngon nha. Nhưng mà nó hơi nhẫn. Đó, nó bột đó. Cái lòng nào mà không có cái bột đấy mà nó sạch quá ấy, thì ăn không ngon. Nhưng có nhiều cái lòng mà bột quá, nó đắng á. Đó, đây, như thế này, một miếng mỡ mỡ nha. Nhai mà các bạn có thể nhìn thấy mỡ nha. Thầy câu rồi. Đây. Đây, mỡ như này. Có bao giờ ăn hết nước chấm vệ sinh được không? Dạ được.
Bà Phương ăn đi. Em xin cái đũa. Đấy, lắp miếng này luôn. Rồi to quá. Ăn miếng to đi cho nó đã. Đây đây đây. Để xem còn có ông mập ở Việt Nam không nhé. Ngon hơn đó, nó thơm hơn đó. Đúng không? Giòn hơn nữa. Ngon hơn đấy. Nhưng chắc một phần này đắt ha. Thành công của Phương. Thành công của Phương à? Cảm ơn, tuyệt vời. Mình sẽ ăn thử một miếng nó rẻ sườn nha. Mà ít quá chắc phải gọi thêm đó các bác. Gọi thêm mà, em biết sao gọi thêm mà. Phần nào gọi, con nhất mà gọi thêm. Dạ, được rồi anh. Cái rẻ sườn ngon quá. Rất là mềm mềm. Mà cái sốt chấm ở đây anh thấy đậm đà ấy chứ. Tôi có nhạt nhẽo như anh nghĩ. Cũng ngon đấy. Tùy quán anh thì quán nó vẫn làm sao. À tùy quán à. Đây, cái miếng rẻ sườn nó như thế này các bạn ạ. Hơi cháy cháy một chút. Có quán cái đồ chấm cực kỳ dở luôn á. Thế á. Ở Hàn luôn. Tớ thấy cũng có quán nọ quán kia. Ngon không? Ngon ha. Bữa này đáng bao nhiêu tiền? Em nghĩ dự trù hai người tầm 30 ngàn. Mỗi người tầm 30 ngàn. Mỗi người 30 ngàn là 120. Hơn 2 triệu. Có 2 triệu á. Thì anh làm vốn như thế mà. Thế á. Bởi vì như mày còn gọi cái này nữa. Sao mà ăn lên. Sao mà ăn lên. Bởi vì còn gọi cái này nữa. Cái rất đắt. Em đám một cái phải 45 ngàn. Anh có ăn không? Em xuất cho. Không. Khu này vui cực các bạn ạ. À. Mọi người tan làm một cái là anh ơi, nó đi tập về đấy. Tay. Sao Phương ơi? Phương ơi. Uống không bao nhiêu đâu. Phương. Hơn là em làm gì vậy? Buổi tối ở khu này bắt đầu kiểu mọi người tan làm ấy là đi chơi vui hơn mọi người ạ. Bây giờ thì chúng mình sẽ đi tìm một cái hiệu ảnh photo booth à kiểu tự tự chụp ảnh á. Xong rồi nó có mấy cái gọi là trang trí các thứ. Sau đấy thì chúng mình sẽ đi ăn lươn nướng. Tối qua thì trong tập trước các bạn đã thấy rằng là Ninh đã bị trượt bất tập lươn nướng rồi. Thì hôm nay Ninh sẽ nhất quyết phải đi ăn bằng được lại quán lươn nướng để không bỏ qua bất cứ một cái đặc sản nào của Hàn Quốc. Đây, buổi tối Gangnam lên đèn thì nó khá là xinh. Bây giờ mình đi đâu vậy? Đi chụp ảnh. Rồi mặt tàn tạ cả ngày. Bây giờ đi chụp ảnh liệu còn đẹp không? Liệu cái cam ở đây nó có thể cứu được cái mặt mình không? Chúng mình vừa vào Lush và mua khá đồ. Thật ra là vào Lush thì cái gì gửi riêng thì cũng sẽ được, nhưng mà đến lúc bước ra choáng hơi hết cả mặt luôn. Vì cái mùi gì nó cũng rất là nặng. Cái mùi gì các bạn thích thì các bạn sẽ thích luôn. Còn mùi gì mà các bạn thấy không thích thì tức là nó sẽ sộc vào mặt. Và nó gọi là dã man luôn ý. Bây giờ chúng mình sẽ đi chụp ảnh ở cái photo booth và kiểu tự chụp ảnh. Xinh lắm. Climbing mountains, crushing your goals. But you put your happiness on hold. Still waiting to start living. You need to know you're beautiful. You're perfect just like you are. Release your control, start to let go. Take a night off and let yourself go a little crazy. Crazy, crazy. Release your control, let your body go a little crazy. Just crazy, crazy. Hello mọi người, hiện tại thì Ninh đang ngồi ở một quán nướng lươn nướng. Và lươn nướng ở trong tiếng Hàn thì có tên là Chan O. Còn trong tiếng Anh thì nó là Và quán này thì đa phần các quán Hàn thì người ta sẽ bắt là một người, ít nhất phải gọi một phần. Thì chúng mình có gọi 2 phần lươn nướng gia vị và 1 phần lươn nướng muối. Thì bây giờ cô ấy chuẩn bị đặt một phần mì. Ở với cả 1 phần mì thì các bạn sẽ thấy cô ấy đặt cái lươn này đây. Các sẽ thấy à, cô cắt luôn. Sao nhìn giống con cá vậy? Sao giống cá thế? Thì nó cũng là một loại cá đó anh. Mình cứ bảo là nó chín hết rồi, chỉ cần xem xén một tí nữa thôi mình ăn được. Thế thì mình cứ để cho nó đen hẳn nha các bạn.
Thật ra là mọi người ơi, Ninh no lắm rồi. Nhưng mà cái món này tối qua mình đã trượt một phát ở Hồng Đê rồi. Hôm nay mình không thể trượt được nữa. Mình phải ăn nó ở Cang Nam. Cang Nam hay Cang Nam? Cang Nam. Cái nào cũng được hết á. Cái nào cũng được hả? Dạ. Nè. Một phần lương nướng, nướng muối đúng không? Lương nướng muối. Đây là muối, còn đây là gia vị. Lương nướng muối với lại gia vị lương nướng nha. Nên gọi hai phần là đúng á. Gia vị giống cái kiểu mà của Nhật quá. Thì mấy ăn gì, mấy ăn gia vị là sao? Không, ăn muối không ạ? Con này to ghê á. Bình thường ăn muối không ạ? Ơ, không có xương đúng không? Dạ có không. Sụn. Có sụn không? Dạ có. Con kia sắp cháy điên lên rồi. Cháy điên. Ờ, giống như là thằng chung của bà này muốn vô đâu nào vậy? Nè, ông. Nhìn tao nhà tao ở trên chưa tôi để trên đường ấy. Chắc là ăn được rồi á. Em bỏ này vô cho anh nha, anh có biết ăn gừng không? Ăn được. Ok. Sao lại phải cho gừng? Chắc là nhưng mà ăn lương là ăn với gừng là đúng bài. Thế á? Đúng rồi. À. Lại ăn gừng cho nó lạnh, ăn gừng cho nó ấm. Thế à? À đúng rồi, lương của tính Hàn. Đâu có. Nhưng mà anh ngồi với em là đủ ấm áp rồi. Không, đang lạnh vãi. Đây là một cái đây là một cái thứ gì đấy rất là lạnh cái ngõ. Ok, chúng ta sẽ ăn thử lươn muối trước đi. Em ăn đi. Một phần lươn muối nó như thế này. Xin mời. Em cảm ơn. Bà Phương ăn đi nhá. Dạ. Tự ăn nhá. Ngồi bên đấy anh khó gấp quá à. Ôi, ngửi mùi như cá luôn ấy. Chứ nó không có mùi lươn không, luôn. Không, thật ra là nó là một loại cá. Nếu mọi người hàng cho rằng nó là một loại cá đó. À, mì. Ủa chứ không phải là cái mì trộn à? Cá thật mà. Cá. Cái da nó giòn quá à. Thế à? Thế nhưng mà nóng à? Hơi thôi. Nhưng mà anh đang nguội tanh lắm. Béo đúng không? Béo béo á. Và các bạn chấm với nước sấm này thì nó sẽ hơi ngọt ngọt một chút. Nên sẽ ăn cùng với cả một miếng gừng như thế này. Cũng ngon đấy chứ. Nhưng mà đúng là các bạn nên ăn được béo, ăn cái loại cá hơi béo béo một chút đấy. Kiểu hơi giống cái phần bụng của một con cá nào đó á. Đúng không? Nhìn nó béo như thế này không ạ? Đó, ngon không? Quán này là em tìm ở đâu đấy? Em tìm Naver. À, Naver à? Nếu mà các bạn sang Hàn Quốc biết tiếng Hàn hoặc là có thể sử dụng được Naver, làm quen với nó trước thì Ninh nghĩ là sẽ tiện hơn Ninh dùng Google Maps. Nhiều đoạn nó ngớ ngẩn lắm. Đúng rồi, em biết mà. Ủa sao mình đi tàu vậy? Tàu vẫn hướng dẫn trên mạng ở trên Google ấy hả? Ừ, hướng dẫn chi tiết luôn. Khổ quá các bạn ơi, đi với cả em Mia xong rồi chồng ghen. Chồng hỏi tại sao lại để tay lên đầu gối của chàng trai ấy. Và của người đàn ông ấy. Người đàn ông ấy. Ôi giời. Ăn thử nào. Ngon không? Ngon hơn đúng không? Có phải chấm không? Đây, nhìn màu đã thấy ngon rồi mà. Cái vỏ thì nó xém xém thế này này các bạn. Đấy, còn mặt trước nhìn nó đã ngon ngay rồi cơ mà. Sao cái vỏ của em nó khinh bé đen thui luôn vậy? Rất là đông. Không. Đậm đà hơn. Đông quá à. Cái sốt chấm này hơi ngọt ngọt. Khi mà nướng lên nó hơi khét khét một chút. Nhưng mà khá là thơm ấy. Mình nghĩ là các bạn nên ăn lươn nướng gia vị. Cái lớp da nó sụt sụt hơn. Mỗi phần này có 29.000. Ơ, cái này có ăn cùng với cuộn cuộn lại không? Thử nhá. À, dưa chuột muối à? Ừ, đây. Nên sẽ lấy slack. Xà lách. Slack. Slack. Xà lách. Khổ quá có cái phần mềm làm việc slack. Em làm đi đấy. Ờ. Xong rồi Ninh sẽ cho một miếng lươn. Xong Ninh sẽ cho thêm một chút gochujang vào. Nóng chết không nhỉ? Chết vì tham ăn. Nó hòa quyện vô đúng không? Cuốn đi.
Rồi rất ngán luôn nha. Đơn béo béo á. Đây là như kiểu bún khô ấy. Và đây nó không có thịt, không có gì cả. Thế á? Dạ, đúng rồi ạ. Mì này không phải mì lạnh à? Không ạ. Đây. Ê, cảm giác như kiểu ăn bún ấy. Nó mềm lắm. Thế á? Dạ. Có cần uống nước không? Chắc được cái thìa đâu. Thìa đây, thìa đây. Không phải uống nước như thế mà là phải uống nước. À, cho chết rồi, lại cầm rồi. Anh không sao? Đây bàn toàn Việt Nam mà, chứ cái bán người Hàn thôi. Không, phải mười hút mấy người Hàn. Thế nhưng thôi, cả cái bát người ta đang ăn chung hút, sao được mà hút? Hút thì không sao đâu. Em không có đi đâu bắt đấy. Em phải đụng đi. Biết đâu nó ngon, ê biết đâu ngon quán này nha. Mọi người ăn đi không có cháy hết đấy. Để em xem biết đâu ngon thực sự không. Đây các bạn ơi, mình sẽ ăn thử cái mì này. Đâu có nhạt nhẽo đâu. Ăn với rong biển nó kiểu có lý vãi. Ê ngon mà, ăn với một miếng lươn nữa cái đi. Cái này ngon nha. Ngon nha. Cái này ngon nha. Tại sao lại chê? Cái chỗ kia cực kỳ dở nha. Tại sao lại chê? Cái này rất ngon. Cực kỳ dở luôn ý. Cái nước nó kiểu nhạt tẹt luôn ý. Nó kiểu như có cá khô cho vào thôi ý. Tớ xin lỗi. Xin lỗi chủ quán. Quá ngon nha. Xin lỗi ăn. Chua quá, ui cái dưa chuột chua quá. Quán này ngon. Các bạn nhớ cái địa chỉ nên đăng bắn lại ở đây. Chua quá. Ok, chúng mình vẫn chưa đủ no. Nên là chúng mình gọi thêm một phần Namyeon. Thực ra Namyeon mình định dẫn các bạn. Namyeon. 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 Đó, mình định dẫn các bạn đi một quán ở dưới Busan cơ. Nhưng mà quán đấy mình không kịp đi để ăn nên là lên đây thôi. Và đại một quán nào đó gọi mì lạnh vì Ninh nghĩ rằng là mì lạnh các quán nó xem nhau. Ninh Myeong. Và bây giờ thì mình sẽ cho vào đây thêm một chút đó. Một tạt vàng nhẹ. Một tạt này nó nhẹ lắm em ạ. Nhẹ thôi ăn ạ. Với cả một chút dầu giấm. Giấm. Nhưng mà khoan con, ăn có đủ chua chưa? Sao ăn thử chứ? Nó chua quá rồi sao? Được. Rồi. Thử đi. Rồi bây giờ anh sẽ cắt đôi nó ra rồi trộn nha. Sợ này sao lại màu xanh xanh lá, xanh rêu à? Là hình như là ngải cứu đúng không? Nào không, nó không có mùi ngải cứu đâu nhưng mà đúng rồi, nó chỉ là màu thôi. À, thổi. Đó, ăn giống em rồi đó. Được á. Ê, sợi này ngon nha. Dài đúng không? Dài. Không quá dài ấy, không quá dài ấy. Không phải quán nào ngon này. Thế á? Không xem nhau à? Dạ không. Không hiểu. Có chỗ nó còn không cho đá luôn á. Nó chỉ lạnh cái nước thôi chứ nó không có cho đá. Mia kiểm xem nó ngon được không? Đây đấy em. Em sẽ kiểm định hay ăn. Ăn với lươn ngon quá. Nhiều quá à. Từ từ. Lại cầm bát lên rồi. Bảo tôi bạn là người Việt không sao. Xin lỗi. Đây này, ngay cạnh anh luôn. Người Hàn luôn. Ok không? Ngon đó. Ngải cứu thiệt đó. Đúng thật à? Ừ. Đúng thật thì đó. Duyệt quán này nha. Nên nghĩ rằng là thôi ra ngoài kia lười quay quá. Với là giờ này đông người ấy. Mà người Hàn rất là cần sự riêng tư. Nên rằng là để mà anh quay phim anh ấy phải che từng đấy con mặt ở đằng sau anh thì không ổn lắm. Nên là tội anh quay phim quá. Chúng mình chào kết tại đây. Cảm ơn Mia, cảm ơn Phương ngày hôm nay đã dắt mình đi ăn thật là ngon. Và hy vọng là các bạn sẽ có thật là nhiều những cái kỷ niệm đẹp trong ngày hôm nay. Cũng như là sắp tới thì công việc sẽ ngày càng thành công hơn nữa. Hẹn gặp lại ở Hàn Quốc. Dạ. Các bạn đừng quên follow TikTok, Facebook, YouTube của Mia. Cũng như là follow Insta của Phương để check xem Phương đã múc cái bát
bắt canh chuẩn chưa để tấn công. Còn bây giờ xin chào hẹn gặp lại. Chúc ngủ ngon tiếng Hàn là gì? Chảy cha yo. Good bam hoặc là chảy cha cũng được. Chảy cha. Chảy cha. Chảy. Chảy cha. Good bam. Good bam. Good bam.